22 nha. Số 2. Đây, từ đằng đông. Đấy. Nhẹ nhàng luôn mọi người. Đấy, 22. Không có bời bánh, không đẩy bánh nha mọi người. Đi rất là đóng tốc. Mình làm thì gara bên mình làm đóng tốc thì vẫn đóng tốc nha mọi người. Nhưng mà nói về độ nhẹ xe, chạy chạy nhẹ xe hay nặng xe, cái đó là tùy thuộc anh em muốn chạy nhanh chạy chậm nha mọi người. Chạy nhanh là không bao giờ mà nó nhẹ xe được, còn nếu mà chạy chậm thì nó mới nhẹ xe được nhá. Chạy chậm thì nó bền hơn nha mọi người. Đây, đây 22 nè, đóng tốc tuyệt đối luôn. Chuyển sang dê nha, đây dê nè, đây dê nha mọi người. Đấy, bây giờ dê nè, đóng tốc tuyệt đối luôn. Bây giờ mình chuyển sang tầng nhanh nha. Đây tầng nhanh nha mọi người. Đi rất là đóng tốc. Bình thường luôn. Đấy đang dê nè. Đấy. Ok. Đấy tầng nhanh nha mọi người. Ok. Hello, chào mọi người, tiếp tục review cho mọi người nha. Đến với Kara Creba, Kara bên mình. Đến với kênh Công Năng TV nha mọi người. Đây tiếp tục chuẩn bị giao xe cho anh em nha. Nay mình mấy anh em Kara bên mình đang làm xong rồi nhưng mà chưa test thử kiểm tra nha mọi người. Đây mình sẽ review cho mọi người thử. Đây coi bên mình làm thang hơi lốc kê đầy đủ nha mọi người. Xe này là vô lăng có đẩy. Ok, giờ xe test thử cho mọi người. Xe nói chung là mới làm xong xuôi rồi. Sơn xong xuôi hết rồi. Ok, thử. Để máy. Làm mà đẻ lở. Ok, đây sẽ cháy thử nha. Tại vì mình cháy thử, mình kiểm tra để xong xuôi xong mới giao xe cho anh em nha mọi người. Đây là đường bột xuất răng nha mọi người.
xong là mình qua đường Quận Luất là qua đường Quận Đức. Đây anh em đang test xe nha. Rất hâm mộ đó mọi người nha. Đây, xe đang test thử. Nói chung là xe này chạy nhanh lắm mọi người ơi. Xe chạy nhanh là xịt khói đấy. Như mọi người nói là
sao mà xe chạy đường nào cũng xịt khói. Đây, mình nói cho anh em biết luôn nha, xe mà chạy nhanh không bao giờ mà nó cũng xịt khói được mọi người nhá. Tại vì mình đang đi tốc độ nó cao, mình đi tốc độ nhanh thì nó nói chung là nó không thể giảm được tốc độ nhẹ được. Tại vì đang đi tốc độ nhanh thì nó phải xịt khói rồi mọi người nhá. Lưu đi xuôi lên, lưu đi xuôi lên. Cho nó làm đây. Mọc đây, mọc ở đây sẽ mọc. Đây à? Anh mang đi thập đâu? Đây mới chạy thử một đoạn thì cái ống bô nó lủng luôn mọi người. Gãy ruột trong luôn. Đây thì máy này nói chung là máy dòng này thì nó khỏe lắm. Đây là máy 30. Dòng này nó chạy khỏe lắm mọi người. Đây là ở trong vườn tư nha mọi người. Có sân bóng trên này. Đây. Anh em nào giao lưu bóng đá thì gặp sân bóng đá sẽ đi. Tí nha, đây mình cháy thử xe, nói chung là cháy chơi thôi anh em ạ. Đây mình review cho mọi người. Đây, rất là đẹp nha mọi người. Xa xôi. Đây là đầu nguồn nè, đây mình review để cho anh em tham khảo cho nó đẹp tí nha mọi người. Đấy. Xe đang lên dốc Cơn Lành rồi, gặp máy xe ô tô mất hứng mọi người. Đây. Máy xe rất là đẹp, nhìn rất là chắc chắn luôn mọi người.
đây để, nói chung là review để cho em xem xe thôi. Nói chung ngày nào cũng phải xem. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xe đã sơn xong nha mọi người. Hôm bữa là mình test một đoạn tóc là xe chưa sơn nha, đó là đang thử. Nay xe đã chạy thử xong rồi, mình test đoạn tóc cho anh em. Chạy một một thôi, một một nha. Đấy rồi, một chưa. Rồi số 1 này, sang số 1 này. Bây giờ mình test nha. Tần nhanh luôn đó mọi người. Một một tần nhanh luôn. Đấy, thì rất là nhẹ nhàng. Đó là một một tần nhanh nha mọi người. Dê đi. Đấy, dê tần nhanh luôn. Hai đi. Hai hai tần nhanh luôn nha. Đây. Hai hai tần nhanh luôn nha. Hai chưa? Đấy, hai tầng nhanh thôi nha. Hơi nản tí nhưng mà hai tầng nhanh đó mọi người. Vẫn đóng tóc luôn. Đóng tóc tuyệt đối luôn. Đây mình quay cho anh em nè. Đóng tóc tuyệt đối luôn mọi người. Đó là một cái thử đóng tóc nha. Còn anh em sau này xài đây là biển số, ví dụ mà anh em đi chở nặng chở mo thì anh em không thể gỡ đóng tóc một một được, có thể anh em cắt cầu nhá, cắt mo số cầu đây, cắt mo số cầu là đây, cắt mo số cầu xong là anh em mới gỡ cái số này, xong là anh em mới chuyển sang số. Còn nếu mà anh em mà chưa quen chạy thì anh em có thể chạy kiểu đó, còn nếu mà anh em quen tay rồi có thể nhấp côn nó mới vào số ra số nhanh được. Ví dụ mà mình không chở hàng không đi bình thường thì ra số bình thường ra số bình thường nha mọi người, ra số bình thường. Đấy, đang ở phần bóng nha mọi người.
đêm xa khỏe mạnh lắm mọi người. Vọng đây mình đang đứng ở đây đang là sân bóng nha mọi người, sân bóng buồn sân đưng. Nói chung là chạy thử xe để mình biết mình xử lý có cái gì trục trặc thôi. Nói chung là chả có gì là hay hò gì hết mọi người. Nói chung là chạy để cho vui thôi. Xe thì ok rồi, xe làm thì ok chắc chắn rồi. Đấy. Bánh lết luôn, lết bánh thôi, bánh hơi. Chạy rất là khá. Bây giờ chạy về xưởng giao xe cho anh em thôi. Xe này mà anh em đi đường ráy đi làm xa thì chạy ok luôn á mọi người. Xe chạy nhanh mà. Xe bay chỗ nha mọi người, sau là mọi người rẽ phải đường bê tông này là đi thẳng luôn, là tới gara, cái sở gara bên mình nha mọi người. Đấy, cháy cái tầm 200m là tới nha mọi người. Đấy, đây là đường bê tông hết rồi. Sau này anh em muốn tham khảo xe tìm gara bên mình, anh em có thể check Google có nha. Có để đường link trên Google Maps cơ sở gara bên mình nha mọi người. Ok, đấy cũng là cơ sở anh em mình làm hết rồi mọi người. Đấy mình quay khi nào xong xe mình review luôn.